Trời trời trời, nó kéo mày chết á. Trời ơi, nói thiệt mà tao là người thấy ma da luôn. Con ma da ra sao con hai? Tao nói mày nó đang thì giờ mọi nước nhắc nhờ cà. Cũng như bằng đêm vậy nè, mày xuống ư hữu có ư đi xuống sông. Xuống sông như bằng đêm nè, mày đi cầu rồi đó. Hồi đó mà đâu có nhà cầu giống như bây giờ. Con đi với cầm cục đang suy vậy. Nhảy cái ẩm đó, mà lại mày bước ngay chỗ nó, cái nằm nó nhắc nhở. Thầy ơi, có một lần tao bị kéo đó, tao cho mày biết. Gì một lần tao bị kéo, nếu mà tao mà không niệm Phật á là nó kéo nó đi rồi. Kéo mày nhắc nhở, tao không còn đường nào cho tao quơ, tao nắm được cái cây cột. Nắm cột nhà, nhà thang đó, nắm được cái cột này nè. Nắm cứng nhắc cái mày, ô lâu tao quá trời rồi, tao nó chắc chết. Chiếc này nó trong bồng nó chết. Nhớ chực rồi niệm Phật liền. Buông ra tao lần cột với cái cột này nè. Lần tới đó. Nhưng mà cô hai có tâm linh thì cái tao nằm tao ngủ đây nè, mày đi ngủ đây nè. Cái gì? Mày đi, cô hai ngủ đây nè. Cô hai ngủ đó gì? Đây em mới hỏi mấy người này coi ai dám ngủ không. Cô đây mình ên đâu có hồng mai vậy đó, cô hai ngủ tại đây mà. À vậy gì đâu sợ mấy người cô hai à, ngủ ở chợ mình luôn, ngủ mình ên luôn đó. Giờ em chở tao ngủ luôn đấy hả? Vậy là dựng hai ngủ riêng à? Ngủ nhà bển à. Ý cô sao à, cô hai ý cô hai muốn vậy, ý cô hai muốn vậy. Nãy ngày qua có thằng trai với đứa gái, nhưng mà cô hai không có nói cô hai được đâu, không nói cô hai được đâu. Mỗi ngày là cô hai phải tụng kinh và cứu khổ với con hai đứa, đều hai đứa. Còn vấn đề ma quỷ là cô hai đâu sợ. Vậy là cô hai ở nhà làm chợ nhưng mà buổi tối cũng vẫn tụng kinh luôn ha cô hai? Dân chứ, cứ đi đứng nằm ngồi con vẫn tụng kinh được. Ừ, chứ không phải là ngồi bắt buộc mình ngồi một chỗ hả? Bắt buộc được. Cái này là mình tu chợ con chứ không phải tu chùa. Tu chùa thí dụ cô hai tu chùa tụng kinh nè, nó mua gì là Phật, mua gì là Phật, rồi bắt đầu mày lại mày cúng 2.000, 5.000 tao ăn của con. Khổ lắm, khổ lắm. Thì là cô hai chọn một cái pháp môn gọi là tu chợ. Tu chợ thì cái này con có pháp môn này con thấy nghe cũng rất là lạ, chưa có ai chia sẻ về vấn đề này. Nhưng thay vì những cái vị mà người ta tìm một cái sự giác ngộ, người ta tìm về núi non hoặc là một cái nơi thanh tịnh, một cái nơi cam am cốc gì đó người ta tịnh tu. Nhưng mà riêng đặc biệt về một phần cô hai thích về cái nơi tập trung đông người và nhiều cái thị phi trong đúng cái xã hội, và cô hai chọn cái địa điểm này để mà đúng rồi tịnh tu. Gia sống đây nè ha, gia tu chợ. Ví dụ cái bà đó hồi nãy tao đang chuyển lộn với bà đi, bà ghét tao phải không? Đó bà gia đó té rồi bệt, cô hai vẫn lại đỡ. Giờ không có tiền uống thuốc cô hai cho. Nhưng mà trời Phật vẫn cho cô hai có tiền hoài, cô hai không mặn à, cô không mặn gì hết. Nhưng mà thời điểm mà cô hai muốn mặn cái gì đó là phải thành chánh quả. Còn không mặn là thôi, không ai cản cô hai được. Không ai nói được, con chồng thì cũng nói được. Không nói được, không ai nói được, diễn hai mà cũng nói ta không được. Nhưng mà diễn hai mà không có cô hai là diễn hai mà chết lâu. Không sống tới giờ này. Nhưng mà con thấy là giữa cô hai và hai rồi cô hai ngủ đây, diễn hai không có phiền hà gì không? Không mà con thấy con hai ngủ đây rồi, với phần cái lớn tuổi rồi mình không ngủ ở nhà cho nó có gì hai vợ chồng có gì hủ hỉ cho con dễ gì, có gì để xảy ra hết. Ông già ông ngoại ha, là ba của cô hai á, thí dụ như đang ngồi nói chuyện với con là ông ngoại ông gần chết, ông chết nha, ông có nói với cô hai là con ơi 9 giờ này ba đi, 9 giờ ba đi, với cô hai khóc lắm à. Cô nói bà đi bà bỏ con à. Ổng nói không, đúng 9 giờ ổng cứ coi đồng hồ, ổng ra đồng hồ nhưng mà ổng cứ coi đồng hồ hoài. Cái 8 giờ mấy ổng mới lột đồng hồ đưa tao. Ổng lột cái đồng hồ, ổng nói con để mình thờ trên bằng ông bà đi. Thì ổng vừa nằm xuống thì hai tay ổng kêu tao, tao có con nhỏ em mà cái mặt nó bớt không nghe, bớt đỏ luôn á. Bớt đỏ luôn á, nó mặt nó hai bên bớt đỏ luôn. Con nhỏ em thứ 5. Cái ổng nắm tay tao một tay, ổng nắm tay con nhỏ đó một tay. Ổng nói 9 giờ ba đi rồi con, trời cô hai khóc quá trời. Ba mình không biết ổng có nói thiệt hay là nói không, nhưng mà đúng 9 giờ ổng tắt thở. Đứng dậy mặc áo quần vô lăng quang. Trời ơi nhiều cái ghê lắm, cô hai nói thì cô hai linh thiêng lắm. Các bà kia bà nọ ngoài kia cả gần nhà của hai nghe, bà chúng đặc biệt 98. Cái ba lợi nhà của hai á, bà chích thuốc. Để coi ngàn năm chính là ba chết ngay ngày rằm. Cái ngàn đấy năm mấy giờ quên, tự nhiên quên cái năm đó. Quên năm đó. Cái bà cũng nghe đằng sếp tụi mày lại đây nhà nè, lại đây nhà, lại nhà nè.
là ngang miệng chính á, nhà của con cũng vậy hai ở dưới đó đó, hồi đó vậy hai cho nó cái nhà dưới đó, bây giờ còn dưới, nó cũng ở dưới làm ăn vợ chồng nó, thằng trai không cho nó ở chung. Cái bà chấm số đặc biệt, cái bà lợi bữa nay Kim Hai ơi, bữa nay cô mệt, vì cái vai của bà cũng bằng tuổi tao nhờ, bà nói cô mệt. Cái tôi nói cô mệt thì cô vô cô nằm giường cô nghỉ đi, tôi vô nằm giường cũng như kiểu giường đó vậy, bà kéo cô mệt người ta đắp lên mình bà. Cái sao thấy bà tự nhiên mới trợn mắt lên, cái nói cô Hoàng sao tự nhiên mà cô trợn mắt rồi, cái cảnh sát cái bên tao kêu bác sĩ qua, chị ông đó qua chưa kịp nữa là bắt đầu bả cái hồn bả đi rồi, tao mới đỡ bả lên. Tao nói với con tao nó sợ nè, tao mới đỡ bả lên. Thì đỡ bả lên rồi đó thì bả đi rồi, khi chồng bả lại thì đem về nhà nữa. Qua ngày đó chôm, qua ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, tới ngày thứ bảy bả cho tao con số. Tao không từng quánh đâu, quánh đó đâu. Bả tao nói mày nghe nè, con qua bây giờ mình chắc cho mày nằm đó đi, tao cho mày con số. Cái là mới nói vậy nè, hồ con không biết con số đâu, con không cho số. Cái bà đưa cái tay, tao kêu đưa cái tay nè, bà vẽ số của tay tao nè. Tao đã nói ý đó là hồi đó cái chợ, chợ nhỏ nha. Cái tao ngủ giấc chưa vậy, tao nằm thấy vậy, cái tao ra chợ, tao nói với bà kia. Cái mấy mày ngủ số á. Cái tao nói với bà kia, tao nói mấy bà mà mua số không, tao cho số mấy bà quá. Nhưng mà vẽ trong tay tao số 32 rõ ràng. Bà chấm được 5 ngàn vậy đó, chứ cô không chơi đâu. Bà không chơi, cô Hai bây giờ còn ước nguyện là cô Hai mà chấm đặc biệt là cô Hai phải cứu đời hết mình. Cô Hai còn chấm đặc biệt là cô Hai cứ cứu đời hết mình. Bây giờ cũng đâu còn tiền, nó còn tiền. Cô Hai làm ngày nào được 100 nào, 200, 300, 500 qua cho anh ta. Con của cô Hai thì nó làm đứa nào cũng có cơ sở. Nhiều khi cầm cho cô Hai 500 triệu ngày vậy đó, hay là 2-3 triệu vậy đó, rồi cho thì tao làm hết trơn à. Cũng như cái bàn kia bác khổ không chết đó, bác khổ lắm. Bắt đầu mua 10 kg gạo cho 200 ngàn, mình cho bác sống được ngày nay ngày mai vậy đi, kệ bác. Rồi ngày mai ngày mốt thì mình có tiền thì mình tiếp, mình cho người khác tiếp. Bởi vì cô Hai sợ, sợ cái vấn đề mà cô Hai chết nữa không ai đi. Tao nói mỗi ngày, tao nói ăn, tôi nói thiệt với bà sao nghe, với cô bác ở đây nè, tôi sống không biết lòng ai hết. Nó yêu cầu lắm ma tôi là, tôi cháu cho chồng con tôi phải làm lớn. Bên đạo có đài làm lớn lắm ạ. Làm lớn đủ thứ, làm đủ thứ trong chuyện. Cô Hai làm lớn lắm ạ. Chứ cô Hai không có nghĩ là cái chuyện gì là chuyện gì hết á. Như là từ cái ngày mà cô Hai phát tâm ăn chay, bắt đầu lúc đó mình có cái phát cái tâm linh lên, ừ, ăn chay là cô Hai có cái tâm linh dữ lắm ạ. Từ đó mình nhận được cái tâm linh gì đó về cái bản năng của mình hả cô Hai? Ừ, tự bản thân mình tự nhiên mình muốn mình nghi cái gì cái đó là có đó. Mà ngày trước ông bà của cô có làm thầy gì không cô không, Hai? Không có làm thầy bà gì hết. Hồi đó cũng mua bán không à, ông bà cha mẹ bên nội bên ngoại mua bán không à, chứ không có thầy bà gì hết. Hình như là mình bên cao đài mình hình như cái đó là kiểu như tu gì mấy nơi tu tiên. Tu tiên hả cô Hai? Tu tiên. Bên cao đài tu tiên. Hình như cái cách hành trì của mình là như thế nào cô Hai? Thì mình đi hành đạo mỗi ngày. Cũng như cái chỗ nhà đó người ta có hữu sự, có cái đám tiệc nhà người ta chết hoặc người ta cúng kiến vậy đó. Mình đó mình hành đạo mình cúng cho người ta. Như là cái người tu như vậy mình gọi là cư sĩ hay gọi là gì mới đúng cô Hai? Không có cư sĩ, cái đó là có chức sắc gì. Cũng như người chánh chi sự và phó chi sự và thâm sự, cô Hai là thâm sự. Thâm sự rồi bàn chi sự là có đó bên đạo có rài. Rồi những cái người thường của mình đi chùa đó là người con đạo hay là sao cô Hai? Đi chùa là con đạo không à? À, kiểu mình kêu là con đạo ha. Con cũng như là con nhà đạo, đạo đó là nói chung là bên đạo có đài là cũng như là con một cha vậy đó. Mình thương yêu lẫn nhau nhưng mà không ăn tiền ai ngàn nào. Không bao giờ làm đám tiệc cho người ta, không ăn tiền ai ngàn nào, cô Hai không bao giờ. Nhưng mà cái đạo có đài của mình thờ cái đấng tối cao nhất là thờ ai cô Hai? Thờ trời, Đức Chí Tôn à. Thờ Phật Mẫu Diêu Trì Kim Mẫu. Là dằm tháng 8 là cúng Phật Diêu Trì Kim Mẫu. Còn Đức Chí Tôn là ngày mùng 8, mùng 9 tháng Giêng. Đức Thế Tôn là cái ngày đó. Gọi là Đức Phật hay là sao cô Hai? Đức Phật.
cái đó là ông trời đó. À. Bên trên nhà cũng như con loại nhà người ta mà có cái ta thờ mà cái thiên nhãn gọi là một con mắt đó. Người đời ưa nói một con mắt mà cái thiên gọi là thiên nhãn. Thiên nhãn là của ông trời, ông nhìn mình. Ông vợ bên nhà của hai vị thờ nè. Của hai thờ bằng thờ tam cấp. Thờ tám vị lớn nhất trên trời. Là vị nào với vị nào cô hai? Phật Thích Ca. Rồi Đức Chúa Giêsu. Rồi Đức Chúa Tôn. Rồi Đức Hộ Pháp. Rồi Khổng Thánh Tiên Sư. Tám vị nhiều lắm. Ừ. Có bên ông gì đạo Thiên Chúa đó. Giêsu. Đức Chúa Giêsu. Vậy là cái hình con mắt biểu tượng cho là trời. Là mắt trời. Dạ. Ai không biết nói trời ơi, cái đạo gì mà thờ con mắt đó. Là cái người ta không biết người ta mới nói vậy. Cái đó là cũng như làm đại khái là cái đấng tối cao trong cái đúng rồi. Cái đấng tối cao có trăm tôn giáo. Nói chung là tôn giáo nào cũng vậy. Nhưng mà đạo á, người ta không có dạy mình để làm hung, làm dữ hay là làm ác. Đạo là chỉ khi mình tu hành để làm hiền, làm phải, làm lành, chung dung, khổng thánh chỉ dành, từ bi, Phật chặn, lòng thành, lòng nhân. Thí dụ cô hai nói chuyện với con là có nhân đạo nhất, nhưng trong lòng phải thành thật, thật tâm mà đối xử với con, với cháu. Nói chặt là tội à, là cái tội là chuyện có nó không, chuyện không nó có, tội chứ. Tội á. Tại cô hai thấy gì cô hai nói này. Chứ cô hai không muốn nói chuyện gì, không có mà nói cho nó có, không được. Không được. Ngày qua ông sư là chặn bà này là ông sư cái đất. Ông vô đứng ngồi nói chuyện cô hai cũng lâu hơn con nữa giờ. Cái cô hai tới nước tao đi rồi, nó thôi về anh ở đây nghỉ đi, tôi đi rồi. Đi là bỏ ông tôi đi. Ông ấy phong điện cho bả. Ông nói cô hai nó có nhà rảnh bữa nào tôi chạy vô. Nói chuyện cô hai nói chuyện nhà chứ đâu ở không. Nói chuyện với ông. Sáng này mày lại đây cũng có tao là bảo ủy ban nữa. Dạ. Yeah. Ừ. Ở cái quan bánh á, tôi bánh hộp rồi triển khai này kia nọ vậy đó. Thì mình nghe cô hai phải đi chùa rồi đi ngoài bà Trúc của mình rất là nhiều. Như con đi kiếm cô hai cũng rất là nhiều lần mới gặp được cô hai á. À, cô hai đi đó, cô hai đi đó. Nè, cô hai nói cái vấn đề mình lại thôi nha con. Là mình tội vậy đó. Cái vấn đề mình lại thôi. Người hư chứ đạo bất hư. Nếu mà con lại rồi, cái đầu con mà không tránh với cái bàn tay mình là rất là tội. Đi ngang cái gì, cái quả càng khôn không khỏi, cái quả càng khôn không có khỏi là con lại con nhẫm bích lên em, con lại con quyền nhẫm bích là cái càng khôn qua không khỏi, qua không khỏi càng khôn. Có người lại bất chấp quay quay mầm mầm biết lại ai không hiểu. Chứ của hai tu là hai chân chắn thì cái mẹ của bển một ta một thùng kinh kệ nè. Thì qua em nhà đi chuông mỏ có đầy đủ. Cô hai có chuông mỏ đầy đủ. Nữa cô hai mà có quy thiên rồi, cô hai đâu có bận đồ này. Bận đồ này đâu. Bận quần áo thế gian đâu. Cô hai mặc đồ trắng không à. Như cái bộ đồ trắng đó là tượng trưng cho gì cô? Tượng trưng cho đạo có lại. Mình là cái chức sắc chức việc rồi. Mình phải mặc cái bộ đồ đó là mình không nó bậy, mình không nó có gì mà chuyện có nó không. Nhưng mà 10 điều cấm. Bao gồm những cái điều gì cô hai? Cũng như 10 điều cấm là một. Điều thứ nhất, mình chuyện có nó không. Điều thứ hai, gian dối người á, gạt gẫm người. Điều thứ ba, sát sanh. Điều thứ tư, con ăn nói là cũng như mà mình nói giọng ngữ á. Thôi đó 10 điều nó kể 20 điều tụi mới nghe được rồi, còn mấy điều con làm cũng được. Rồi á là mình tà dâm. Uống rượu cũng tội nha con. Uống rượu cũng tội nha, chứ không phải không tội. Uống rượu cũng tội nữa. Bên đạo của hai là để tu tiên. Tu rồi xong con chết rồi cho hồn đưa lên, chứ không đưa xuống địa ngục. Còn như các người bắt các người khác đó cũng là đạo. Nhưng mà cũng như mình trong nhà đi. Ví dụ con làm nghề này, rồi con tao thằng này nó làm chạy xe, nhỏ kia nó mai, nhỏ nọ thì nó đi làm bán tập quá gì đó, thì trong đạo nó cũng y vậy thôi. Mình không nên nói phân đạo. Con chấp đạo là con tội. Tội nhiều lắm. Ở cô hai ngày qua có nói với ông sư. Ông sư ông nể cô hai lắm ạ. Nói chuyện với ông phải nói theo vấn đề đạo cho ông nghe. Còn nói với con là cô hai phải nói gì đời. Gì đời.
Thí dụ như bây giờ cô Hai có lâm lên, thí dụ lắm lúc mà con đi ra đường hay là hoặc con đi đâu đó, cô Hai sẽ biết con đi đó luôn đó. Cô Hai sẽ biết con ngày nay là ở đây luôn nữa. Cô Hai không biết đâu. Biết hết, cô Hai biết hết. Có người mà xung quanh này có người người ta, cô Hai biết những người này là sao, sao người đó có tâm đạo, có người đó tu hay không sao. Cô Hai biết trơn. Cô Hai biết người đó là tới số ngày nào luôn đó. Ừ, cô Hai biết trước biết ngày, luôn ngày mất của người ta luôn. Ờ. Giống như cô Hai nhìn theo cái sắc mặt hay là nhìn không cái phải. Sao nhìn sao cô Hai chỉ biết 16 tháng giêng là cô Hai đốt đèn lên. Đốt đèn lên. Cái ngọn đèn nó phất kêu là cái chỗ hướng nào là cái người đó nó gì. Gần mình nè. Gần mình nè. Như vậy thì trong một năm đó cô Hai chỉ biết được một lần hay sao cô Hai? Biết nhiều lần chứ. À, vậy biết mãi mãi. Vậy là mỗi lần cô Hai muốn biết những cái điều gì đó cô Hai chỉ đốt cái đèn cầy lên hay sao cô Hai? Đúng rồi. Rồi mình sẽ nhìn đúng rồi. Đọc chú đọc kinh về không? Cũng như nè cô Hai mỗi ngày cô Hai không ở không về đâu nha. Cô Hai làm bánh đúc. Ha, để cô Hai kể con là cô Hai ở đây cô Hai mừng lắm, ai cũng sợ cô Hai vấn đề làm ăn. Cô Hai làm bánh đúc. Bánh đúc ngọt á. Điếm cái bà nó mới chết này, mới chung những kia. Rồi gặp con bữa đó là bà chết á. Là cô Hai làm bánh đúc, bà lại để bà ưa đậu ngoài đó đó. Cô Hai ở đây nè, cô Hai bánh là cô Hai để đây. Bà đậu xe rồi đó kêu thím ba ơi, thím đem cho tôi 20 bọc bánh đúc, 10 bọc bánh đúc. Ví dụ như có lúc mà cô Hai xiên trong người đó, là bữa đó bán đắt nha. Mà cô Hai trong tấm lòng cô Hai mà biết là ngày đó bán ế là phải không mạnh. Không mạnh. Bà này là ngày đó bán cơm ế nè, tôi nói bữa nay là bà chỉ bán cơm ế, bỏ bà sợ tấm. Bữa nay bán ế, bà lỗ 200 ngàn. Lỗ 200 ngàn bữa nay. Vậy là vào buổi tối là cô nhận được cái những điều gì đó là cô biết hay là buổi sáng? Tại nhiều khi mày thích đi mày đi chi lộ mà mày biết người nào mà đi chi lộ từ bên cậu thôi, tao biết người đi rồi đó. Tao biết người đi rồi đó. Làm như hình như là cô Hai ít ngủ lắm. Ngủ thì ngủ nằm đó nhưng mà cái hồn của cô Hai vẫn biết. Vẫn biết những chuyện gì biết. Cũng như là cô Hai kiểu như thức hay sao cô Hai? Thức luôn. Mình ngủ cũng như mơ màng mà. Đó thì cái cô Hai đó hồi lúc mà cái thời gian đó cô Hai chưa ăn tương đâu, chưa phát hành tu đâu. Cô Hai còn nhỏ mới hai mấy tuổi là lúc mà súng đạn đó là tranh đấu này kia nổi, cô Hai nằm ngủ như nè. Cái ông Chính ông thần bên sông đó, cái nữa ông Chính đó ngang. Cô Hai vừa nhắm mắt ngủ là nếu mà không nhờ ổng là cô Hai chết rồi. Vừa nhắm mắt ngủ nha, ổng nói con nó sẽ bắn pháo con xuống không sự liền. Cô Hai vừa lăn xuống cái phịch đó là bắt đầu pháo tới liền. Rồi pháo đó thì nếu ta không có ông Chính ông thần đây độ là tao chết lâu rồi. Bởi vì ông Chính còn nghe mấy ông Chính linh lắm mà cô linh tâm ông... À, cái vụ mà kêu mấy bộ đội mình chạy trong cái đêm mà bên chiến trường ca nhảy qua bắn vô cộng sự đó cô Hai phải không? Vụ đó phải không? Ừ, nghe nhiều người kể lắm mà. Vậy là cô là cái người trong cái trận đó luôn. Đúng rồi, cô Hai từ đầu tới cuối, tại giải phóng ra là cô Hai vô đó làm việc rồi. Cô Hai biết hết. Cũng như thằng đó tên thằng Phin, nó cũng là anh cũng nhỏ bạn, nó nằm không sự chỗ dưới ha. Nằm đó cô Hai đang ở trong quỹ ban thì đang họp xong, họp họp cụm xong, cô Hai mới triển khai cho thằng này nằm ở cánh này, thằng kia nằm bên kia, thì nó lên trên không sự bên kia nó pháo qua trái. Thì lúc đó tao đang nằm vậy nè, cái là mới mơ màng, ổng dâu dài, ông Chính ổng dâu dài, con à con lồm còn ngồi vậy, con phải nhảy xuống không sự liền. Tao vừa nhảy một cái đợt là pháo nổ, là thằng đó có một miệng lớn vậy nè, cái lỗ hoa mai cái lớn vậy nè, mà cái miệng nó lọt vô lỗ này ngay kẹt tay nó chết. Tao không nghĩ là nó chết luôn, tại vì nó cầm bên thông tin điện đài á, bên máy á. Con mới kêu Phin sao mày không ngon mà vậy, coi điện động gì thằng cho nó ổng chảnh thằng tiếp diện đè súng đạn xuống nghe, bây giờ nó đang đánh mình bên sông đánh qua. Thì tao gặp nó gần mẹ động bên. Ừ. Cái tao mới kêu cái thằng kế bên, tao kêu là Phước, mày chạy lên mày coi giống thằng Phi nó chết gì vậy. Nó không có trả lời, tao kêu nó không trả lời thì lên thì mình đâu dám dọi đèn. Lên bắt đầu mới lấy cái đèn ôm ra thì thấy chỗ này cặt của tay là máu nhỉ. Và khiêng nó xuống rồi. Cô Hai mà giống như người ta là cô Hai chết lâu rồi. Vậy là ông Chính quá là hiển linh ha cô Hai. Lắm à, ông linh lắm á. Con mà đi làm gì hen, ở đây mà cô Hai muốn gì cô Hai giải, cô Hai giải ổng. Bây giờ nè, ông Chính còn đang thiếu nợ. Là đất không đi cầm là cắt nhà cho ổng đó. Ông Thành cũng thiếu nợ. Cô Hai có cái có nguyện vọng là cô Hai, nếu mà cô Hai trúng đặc biệt một tấm hang là 1 tỷ mấy 2 tỷ này,
cô hai sẽ trả nợ cho ông Chánh. Còn ai mà làm từ cũng đó là người ta có cái nguồn thu đất đó đó, ta làm ta sống, ta mới giữ mã mộ của ông hay ta giữ nhà ta mới được, chứ cô hai cũng đâu có làm được, trừ cô hai xuất tiền nữa thôi. Là cái đó là lúc đó là cái thằng nó làm có được con đường đó, nó phá đường đó rồi, hắn là nó phá mẹ ông Chánh đó, bây giờ nó đi tù hay nó ra mất tiêu rồi. Trời. Nó nói mày làm là mày chết. Vậy là có người lại phá mẹ ông Chính bị... Nó phá là nó làm cái đường lộ lên đó. À. Rồi nó hứa đất lại nhưng mà nó cắt. Mình ra dân cái cầm đất ổng rồi cầm đất ổng thần rồi cắt không đó. Ừ. Ờ, ổng linh lắm à. Là đó mấy ông Chính nằm trên bờ chỗ đường đi đó. Cũng y đó. À, ngay vị trí đó ha. Y vị trí đó. Nhưng mà hồi đó là cũng như cách nhỏ rồi cái nó lấn đất của ổng nó vô làm đường xe đi lên trên miên đó. Mày đi bước qua đó mày gặp cái đường rồi. Dạ. Còn đất mà đó là đất của ổng đó. Đất ngoài hè đất cũng chính đó. Bởi vì cái người dân ở Lạc Quế của mình rất là tin về ông Chính nha. Khi nhắc tới ông Chính là cái gì đó, ông Chính giống như cái người đã giúp đỡ đúng không? Người con, dân cô hai nói cho tụi con nghe ha. Năm cái năm cô hai chưa gãy giò nè. Trước cái năm dịch năm 21 là cô hai có cầu an cho cái đống xương qua chút mình à. Bà bên đạo cô đại nghe là bà Quỳ Nghĩa đó, là bạn của cô hai. Bà xe Quỳ Nghĩa nè. Là bạn cô hai là bà Quỳ Nghĩa là ngoại trong đồng đạo vô cũng mười mấy hai chục người để đi cúng cầu an cho trong đạo cho chút trong đạo Quỳ Nghĩa. Nhưng mà cô hai cao đài vẫn cúng trên đó, đi cúng đàng hoàng ở 12 mâm. Là bà Quỳ Nghĩa đó, đó là bạn cô hai. Mới hôm về nó bị tai nạn, hôm về xe nó đã bị tai nạn. Em mở điện cho tao mà. Như cái bên miếu ông Chính như ngày trước mà những cái nghe nói những cái đoàn mà ca hát vì đi ngang mà không đúng nghe rồi. Miếu ông là ông sẽ là như nào đó con? À, mày đi hồi đó là đâu có đi xe. Cái hát đi ghe đi ngang vậy nè, nếu mà con không ghé là ông đi ngang là ông nhận chìm ghe. Ừ. Ông ghét miên nhất. Hồi đó có hai chồng bộ đội á. Cái đó là biệt ông quân. Hồi đó có hai chồng nhỏ nhỏ mà. Thì ông quân cái nó bơi xuồng sáng nhảy ngủ bên đình đó. Bên miễu nó bơi xuồng qua đây nhận chìm xuồng hai chồng chết chứ. Chà. Chết cửa nhà cô hai bây giờ dưới đó. Ở dưới mới xong. Chết chà. Quá linh hay cô hai? Ừ, linh lắm. Dưới ghê lắm. Còn nói vấn đề mà chết trôi này kia nọ đó thì cái mày ở đây trùng điệp điệp. Dữ lắm hả cô? Dữ lắm. Học sinh với lại chết 7 người, 7 đứa học sinh một lượt ngày đó. Là chỗ nào cô hai? Ngay trường học cấp 1 nè. Tàn ơi, là mấy đứa tắm hay sao cô hai? Hả? Tắm hay sao bị dữ? Cái kiểu như mày xuống mày tắm chứ không biết lội. Cái mày hụt giờ, cái mà con nhỏ này nắm mày, cái tao nắm nó đi hết trơn. Rồi 7 đứa luôn. 7 đứa. Bây giờ bởi vì tao mới bích cái đường xong không cho mấy nhỏ lên xuống. Ba chút không à? Dân ba chút chết em à. Dân ba chút chết em à. Như đa số những cái bà con mà cái trên ba chút mình ít có ai biết bơi đâu ha cô hai. Đâu biết. Có lọt bối mình bây giờ nít vậy nó cũng đâu biết. Như cỡ cô hai rồi nè biết chứ còn mấy nhỏ nít vậy nó đâu biết. Cháu cô hai rồi bây giờ nó đâu đứa nào biết lộn. Vậy không có tập bơi luôn hả? Tập cái gì xong lại ghê thấy mại á tập. Đây rồi là không dám xuống sông luôn hả cô? Trời ơi bây giờ mày mướn tao một cây vàng kêu tao lậu qua sông có tao lậu không? Sao vậy cô hai? Ma da. Cái gì ghê vậy? Ma da nó kéo. Ở đây có ma da luôn cô hai? Trời nó kéo mà chết á. Ủa ơi. Nói thiệt mà tao là người thấy ma da luôn. Con ma da ra sao cô hai? Tao nói mày nó đang thì mọi nó nhắc nhờ cả. Cũng như bằng đêm vậy nè, mày xuống hữu có đi xuống sông. Xuống sông như bằng đêm này nè, mày đi cầu rồi đó. Còn đó mà đâu có nhà cầu giống như bây giờ. Ừ. Còn đi chứ, cặp cục đang suy vậy. Nhảy cái ẩm đó. Mà lại mày bước ngay chỗ nó, cái nằm nó nhét nhợt. Thầy ơi. Có một lần tao bị kéo đó, tao cho mày biết. Gì một lần tao bị kéo, nếu mà tao mà không niệm Phật á, là nó kéo nó đi rồi. Kéo mày nhét nhợt. Tao không còn đường nào cho tao quơ, tao nắm được cái cây cột. Nắm cột nhà. Cột nhà thang đó. Nắm được cái cột này nè. Nắm cứng nhắc cái mày. Ôi lâu tao quá trời rồi. Tao nó chắc chết. Chiếc này nó trong bồng nó chết. Nhớt chực rồi niệm Phật liền. Buông ra tao lần cột cái cột này nè. Lần tới đó. Kêu má ơi má cứu con má ơi. Hỏi gì vậy? Nói má ơi mà da kéo con. Nhưng xong là bây giờ mày kêu tao nói cô hai bà lậu ngang cho bạn cây vàng tao không có dám đâu. Rồi mướn tiền cũng dám không cô hai? Không mà cho một cây vàng tao cũng không dám lậu ngang xong này nè. Nhưng mà lúc đó là cô hai bị kéo ở đâu? Bị kéo dưới nhà chứ. Ôi, dạng xong anh nhớ ở nhà chứ. Cũng ghê lắm, ở dưới là sẽ trâu nhiều lắm, chết trâu nhiều lắm. Trời ơi, có hai nhỏ đứt chuột con ba chút mà xuống nó qua sông mấy dươi nè.
nó lội, nó lấy cái can 10 lít đó, đứa ôm cái can ngang đó rồi chắc mà già kéo từ 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 tới mở lụng 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 chìm tiêu luôn. Buồn can hay sao cô hai? Nó buồn can ra chìm tiêu luôn. Kỳ đó là hai đứa một lượt luôn. Hai đứa một lượt luôn, một ngày đó luôn. Nếu một đứa mình không nói thì hai đứa một hai lượt đứa đó luôn. Hai đứa một ngày đó luôn. Hay là bị bây giờ mày nói tao mày cho 10 cây tao chưa lội một cây. Hay là có bị những cái dòng hồn mà ngày xưa của bên boss người ta kéo không? Không đâu, cái sông này là nó vậy đó, mày gọi là cái sông nhưng mà tại sao người ta gọi là ma da, cô hai có biết không? Ma da là cái mấy người chết trôi, dòng hồn nó ở dưới nó đâu vớt lên được, tao đâu có vớt cúng dịch vớt lên bờ được, nó nằm dưới đó rồi nó kéo mày hoài, gặp người nào hạt với nó là nó kéo à. Ớn quá ta. Đâu là con trời. Cô hai, chỗ này là ma da lắm luôn. Ma da lắm, sông này là bây giờ mình nhìn có ai dám đậu không? Vậy sớm mình không ai dám tắm rồi. Trời ơi, ai dám. Không ai dám động lắm thiệt, mấy kinh Tây Nam này cũng ai dám qua. Ghê tại. Năm đó là thằng Nguyên chết trâu đó, đó. Còn ông kia thì ông xịt trong Vĩnh Gia chứ. Ông đi xịt vô tới kinh này ông chết nữa nè. Cũng ngay chỗ này luôn. Ngay đây nè, ngay cái đầu cầu này, ngay cầu Tây Nam mà ngay đó. Ở đây cũng như có một cái điểm gì đó ở đây hả? Bây giờ mày mấy cha đừng ông ở đây nè, mấy cha đừng ông thôi đừng đừng bà. Mày kiếm mấy người này đi ngang xong, trời mày mướn như người ta cũng đi. Ta cũng không lỗi. Cũng thấy mấy người bơi xuồng bơi này cũng người ta cũng dưới đó cô hai. Cái mấy người bơi xuồng á, kể mày nghe cái ông cục giò vậy nè, nghe chứ cửa nhà tao bệnh ổng cũng nghèo quá, tao làm liều mà ổng đi xịt bằng đêm. Ông kia ổng tự giận ổng chết gì không biết, ổng thầm ở trên cây ổng thầm xuống mà ổng chết không biết bao nhiêu ngày, ổng sình mà tới cái giò nó vớt xương ra rồi vớt thịt cái ông lại ổng xịt xịt gặp ông này. Ôi trời, ổng la lên đợi kêu công an mấy hôm nay chắc cỡ nào 4 năm mà kêu ngoan trốn trong dặm nè. Rồi đâu biết đâu, cái tới sau này thông tin là nó gia đình ổng ở bên Kiên Giang đi qua xin người ta lấy người ta không cho. À, à biết là có cái mộ rồi đó, hôm bữa con có đi gà tới đó nha. Bữa đâu cô Út chị á là cái ông cầm chết đêm đó. Ôi ôi rồi đó thì cái mày qua đó đi một đêm mày qua đó mày thấy liền Vũ bỏ qua nào kêu bỏ qua Vũ bỏ qua đi lại đó. Cô Hai dám đi không? Cô Hai dám đi không? Ủa dám chứ. Còn không dám rồi đó. Thôi tao dám chân. Thôi mà còn không dám đâu. Dám chân, dám đi chân. Thôi mà đi bánh có làm gì đâu mà đi bánh cô hai. Lỡ gặp người ta xỉu luôn. Xỉu bà nội đó. Đó mà bên đó người ta gặp nhiều không cô hai? Gặp. Nói ghê lắm, mình nói là mà nói mày á cũng như kiểu người ta bắt hồn mình á. Ghê vậy? Người nào mà nhẹ cũng dí lại qua đó bị bắt hồn. Ôi để đừng có nói chơi. Thiệt á, cô hai nói thiệt á. Ghê gì tàn gì sao cô hai rủ con đi sao con đi. Thôi bà con ớn quá cô hai. Rồi vậy buổi tối là bà con mình đâu có ai dám đi qua đó hả cô hai? Ai dám mà trong tao dám đi sáng mà... chiều chiều tối mình cũng thấy đi. Bên đó cũng nhiều người làm ruộng bên đó mà đâu làm ruộng làm kia mà còn cái chỗ cái đường đi mà dầm xuống dưới chỗ chạy hòm đó có cái miễu đó mà xuống cái miễu đó bây giờ đi lụng khủng y hình như khúc đó con thấy có 1-2 căn nhà quan gì đó hả cô hai? Cái căn nhà đó là cái chạy hòm gì hòm hả vậy con cái tưởng căn nhà với mấy xăm đó vậy con tưởng nó nhà quan chứ bên cầu đó là cái chạy hòm à. Còn bên nhà lên đây là cái nhà tượng là của cô hai. Còn ở trên nhà của Nhiễu đó là sau lưng nhà cô hai. Còn lần kia có con nhỏ kia nó mới chết. Mới chết là hai người chết luôn. Lắm đó, hai người chết luôn. Là bị chết bên đó luôn hả cô hai? Đau chết. À. Mà anh nhỏ đó hồi lúc đau rồi tao nói nó chết rồi. Tội nghiệp nó đi chùa tao được 2 lần. Đi chùa về nó mới chết. Cũng tội nghiệp nó mới có 34 rồi. Tiền ơi, vậy là cô hai nói cái đường mình đó khủng khiếp lắm mà dưới sông. Thôi nó ghê lắm, đừng đi xuống sông. Thôi bây giờ cô hai nói mốt còn không dám đi xuống. Có người đó, mày đi xuống sông đi, mày giữ giò đi. Làm chợt là nó kéo mày luôn. Này, kinh này cũng vậy nè. Kinh này nè. Kinh này mình luôn hả? Ừ, kinh này là em với cái thằng con của ông Hai Tôn đi nè. Già có con, có vợ có con rồi. Tự nhiên ở trên trường học đó, trường học cái mai này nè. Đi tay 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 xong đi luôn mất tiêu luôn. Tàn hơi kỳ vậy. 2 ngày sau sình nổ lên kiếm được. Cô hai ở đó khúc đó như còn nghe nói là nhiều người bị cái ma bằng mắt dưới gì bắt hồn gì đó hả cô hai? Bên dữ lắm mấy người có đó. Nhiều nè có nhỏ đó khùng lắm bây giờ nè bữa nào mà tao mày mấy này có rảnh ha đi với tao cũng rất mày quay nhỏ đó. Ừ. Là cái cô đó bị cái gì nó thôi? Bị khùng cũng như kiểu ba má nó là ông nói mày là tao tội nghiệp ông đó. Là ổng lính của Dượng Hai mày. Giờ ổng chịu khói có sáu đó. Có sáu có tám ổng chịu ổng bắn hoài. Giờ cái bà ổng có vợ sao nè ổng có vợ đẻ ra khùng không. Cô Việt có con nhỏ nó khùng quá kìa. Mà làm như nó mắc bằng dưới chứ không phải nó khùng đâu. Nó đi ở chuồng trần nhà.
ba mấy bốn chục rồi. Đi xuống sông nhà cái tắm ở chuồng trần nha. Chờ ở trong mùng văn, ở mùng trùm trực, ỉa đáy nó luôn. Tội nghiệp ổng, ổng cũng giặt vũ. Và ổng cũng là thương binh đó, ngay đi nhà nó cũng hỗ trợ và ổng, nhưng mà cũng không đủ. Nói chung là không đủ. Lúc nào của hai này cho gạo cũng kêu ổng cho một phần. Ba cho ổng một phần. Và cái cô đó bị mắc đường dưới luôn hả cô? Có thầy biết. Bà, có thầy gì lại cứu không cô? Nghèo ổng chết, có ai đâu mình tiếp. Có mình tiếp cho ăn thì được, chứ còn vụ đó mình đâu có làm được. Hình như con nghe kể là những bên nhà đó cũng đưa thầy và lại giúp gì bên tâm linh nhưng mà không được hay sao á? Không được. Không được. Hay là cái phần âm đó người ta mạnh quá? Tao nói với mày nè, trong nhà của viện hai mà có một thằng khùng kìa, hai đứa khùng đó nó mới dắt con nó nãy lẹ. Nó mới dắt con mà tao quên chỉ mày á. Nên... Nãy giờ đâu có ai lại cô hai? Nó mới dắt con nó ra đây nè, nó cầm bọc nước đá luôn. Đi ngang tay nè, dắt đi đường này nè. Ủa gì hả con đi? Nó đó khùng quá đó. Bây giờ tàn ơi. Nó khùng luôn đó. Còn con hết trơn con ông đó là khùng hết. Ông bị súng đạn đó, chiếu cố cho gia đình đó. Nhưng nghe nói cũng có các nhà, các cửa gì nữa mà. Các nhà thì nhà nước cất. Dạ. Nhà nước cũng... Cũng hỗ trợ tiền lương cho hỗ trợ, mấy hỗ trợ, người cất cái nhà. Nhà những cái đó đủ ăn. Dạ. Đủ ăn, có gì khùng không? Khùng trơn. Cái phần kinh tế không có ai đi làm được, ai đâu làm? Có tiền bạc gì hả cô? Ổng thì ổng chỉ lo, giờ ổng bệnh, ổng mổ, nhà nước cũng chỉ lo cho ổng, chứ ai lo. Là đó chú đâu bắn coi dữ lắm hả? Cô sao? Cô 6, cô 8. Cô 2 thì chơi lụ đạn chậu. Ổng biết sao, ổng bị sức môi. Ổng sức môi, cái nhà nước cũng mai giá là ổng cũng được, cũng còn được. Mà ổng sức cái môi như là kêu quảnh sức. Trời ơi, cũng thờ quanh quanh liệt liệt. Vậy là những cái người mà ngày xưa đã có công gìn giữ cái nơi lạc quế mình đó ha con? Ừ, đúng rồi, ấm đó. Lính của chị hai này là bây giờ là thương binh hết hơn thương nữa. Chị hai này ổng cũng bị tiếc đầu, bị đạn, bớt ngang đầu như vậy. Thành nó vô chút xíu rồi. Cô hai cũng bị dính mấy mình mấy cái. Mình sơ thôi, chút đỉnh lắm cái gì. Sao ha? Còn chị hai này sâu à, sâu. Chắc ngày xưa tướng cô hai chắc... Cô hai đó có năm mươi mấy ký à? Năm mấy? Ừ, cô hai có năm mươi mấy ký à? Nhiều ký? Bây giờ chưa được 50 mấy. Ủa, năm mấy tướng? Ký tướng 47, 48 vậy đó. 47, 48. Vậy là lúc ngày xưa cô hai to không giờ đó? 50, 53 ký, năm mấy ký không? Ba cứ gần đô lắm nha. Ừ, năm mấy ký. Cái cô hai đó mà như đàn ông mạnh như hơn cô hai. Trời ơi là trời, lúc đó cũng như cô hai. Cũng như lúc đó mình có sức lực mà. Mình còn con gái nữa, sức lực. Rồi đi bộ đội, tao đi đủ thứ, tao làm đủ thứ hết. Cái gì cũng làm hết. Mà sao con nghe nhiều chú bộ đội người ta kể, đi bộ đội người ta đâu gặp ma mà sao cô hai gặp cái này. Mấy thằng đó là biết gì mà ma. Hay là người ta cái phần ấy. Cũng như bộ đội nó từ từ nó ở xa lỡ nó biết gì. Yeah. Lỡ nó đâu biết gì. Ở dưới đồn đó là nó nhát dữ dằn lắm. Mà không có thằng nó khùng luôn, nó nhập cho thằng nó khùng luôn. Gì ghê vậy? Trời ơi, cái thằng bộ đội nó khùng quá. Nhập bộ đội luôn hả cô hai? Ừ, bộ đội biên phòng nè, nhập khùng luôn. Ghê tàn. Nhập khùng luôn đó. Mà đó con nghe nó ma nữ gì nhiều hả cô hai? Không có đâu. Có đó là cũng như binh gia của bộ đội chết không à. Nữ đâu. Còn cái vấn đề mà ma mà chết đó là mấy người bắt chút chết bị lụt đầu đó là mấy người đó thì lâu lâu nhắc lần thôi chứ đâu có nhắc hoài. Vậy là ở đó nhiều cái an hồn này kia của bà con mình đó nhiều. Hồn quan là nhiều. Tại vì chết rồi cái đem vô đóng xương không mà. Có ai cúng kiến gì ở nhà cũng đâu có hiệu quả. Đem vô đóng xương đó. Bởi cô hai có lúc năm 2021 cũng hai cũng cúng cầu siêu cho mấy người dâm linh đó. Là nó cũng còn siêu. Nhưng mà nhà trưng bày con thấy có bát hương đồ này kia để khách thập phương về họ cũng kính viếng nấu cơm. Đúng rồi. Nấu cơm cúng này kia cô hai. Ờ cũng cơm cúng kia mỗi ngày nhang khói cũng đốt mỗi ngày. Dạ. Hồi đó hồi chào hồi xưa như một thở của hai đó thầy bà dữ lắm. Không có như bây giờ đâu. Ngày xưa thầy bùa nhiều hả cô hai? Thầy bùa dữ lắm, bây giờ không có chứ không. Mà ngày trước hình như cái thầy bùa người ta mạnh 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 không hả cô hai? Ừ, mạnh lắm á. Cái ông thầy mà nuôi cô hai nè ha. Cái chiếc ghe đậu xong đi. Ông thầy Pháp. Ông tên ông Năm. Ông dâu dài. Ông nuôi tao, nếu tao không nhờ ông đó tao cũng chết rồi. Ông nói cái gì tươi mình nè. Ông ngoại ông nói
Ông hỏi Quẩn ơi, bữa nay hai cậu cháu mình nhậu. Cái ba Thắm nói gì à? Ủa nó nhậu gì chúng nó? Ông nói giờ mày muốn nhậu gì? Tao đi chợ miên ưa chở về tư vậy chắc đấm đó. Ông nói em lấy cái gì tư, chặt ra em kêu ba ra lấy cái dĩa, con vô chẩm lấy cái dĩa đi. Là con muốn ăn tép thì nó có tép, mà con muốn ăn cá là nó có cá. Cái ba Thắm nói thôi mình tép xào cho nó mau. Ông chặt phải không? Ông phán bộ, ông chặt cái dĩa, ông để dĩa nè, tép trong trái dừa, ông nhảy ra nè, một dĩa mày xào. Cái ông ba Thắm nói vậy nè, ông ngoại em nói, thôi chú Năm ơi con không dám ăn nữa, chú Năm nói nếu mày chết tao chịu, tao làm giấy tờ. Tao làm giấy tờ, bảo lãnh cái thân của mày, nếu mà tao cho mày ăn tép này mày chết tao chịu. Thì dạ, ba Thắm ăn nói vậy nè, trời ơi mẹ ăn Ly ơi, mẹ cái mai ơi sao mà cũng giống tép chứ đâu có gì. Nhưng mà ông rất là hay. Ghe mà đậu xong đi, ổng vỗ một cái ghe mà chở cá, ổng vỗ một cái ghe nhảy, cá nhảy không còn con. Tiền ơi. Hay lắm. Vậy là bùa của ông quá mạnh hơn cô hai. Bùa ổng hay lắm. Nói thiệt ăn, nếu mày thương người đó đi, mày kêu ổng làm bùa đi. Ổng làm bùa thương không à, chứ ổng làm bùa gì. Thương bùa yêu vậy ha. Ổng làm bùa thương với mày, thương người đó mà gia đình người đó không chịu. Rồi mày năn nỉ ổng là cho con thương vậy đó, hai đứa thương cho con được cứ cái nợ là ổng làm. Còn mà hôm mà hại người ta chết rồi là không làm, không làm. Làm hay lắm. Yêu cầu mà ổng nói rồi về, yêu cầu mà ổng truyền bộ cho mày, mày nói chuyện nhỏ này mê mày liền. Thằng ơi. Hay lắm, hay lắm. Vậy là cô hai cũng là con nuôi của một cái vị thầy Pháp. Đúng rồi, ổng đó là ổng là thầy Pháp á. Bây giờ cái trên Ba Chúc nè, nhà ổng bây giờ cái nhà chỗ ổng ở đó là người ta chiếm lấy, nhưng mà cắt nhà không được luôn, bây giờ dỡ nhà trống trơn. Vậy hả cô? Ngay chân chạy hòm đó nha, tao chỉ với mày đó. Ngay chân chạy hòm chỗ ngã ba ăn chỗ trường học của Mỹ Hồng Sơn á, ngay chạy hòm đó là cái nhà chấm đó, cái nhà của ổng. Vậy là ông bị mất trong chiến tranh hay là sao? Ông bị giặc Miên nè giết ổng đó. Là cái mà ông Miên, cái ông tướng bự bự mà có đeo sâu chuỗi ông Năm gì đó phải không cô? Ông Năm, ông bà, là bà Năm ông Năm Đại, ông tên ông Năm Đại, ở ngay chỗ đó, ngay chỗ chạy hòm đó. Chạy hòm bỏ qua cái nhà của bà đó và bỏ trên cái có đường, phải là cái người mà trong cái hình ảnh bên nhà trưng bày bà bớt người ta có hình của ông phải không bà cô? Không, cô không có khác nữa. Không, không có chết biết nhiều, 6-7 ngàn người tính cho biết nhiều. Rồi, rồi ngày đó cô hai có học bùa gì của ông không? Không, vụ bùa không có đâu. Không chịu hay sao cô hai? Không. Sao con nghe nói? Vậy gì em dạy, không dạy đâu. Cô hai con nghe nói là những cái bùa chú gì đó khi mà học rồi thì con cháu rất là khổ hả cô hai? Không dạy đâu, ông dạy là ông chết ông bỏ đi, ông dạy. Không dạy bất cứ con cháu thế nào hết. Không dạy. Sợ con cháu khổ hay sao cô hai? Chắc vậy quá, ông nghèo lắm. Như được các ông cụ lớn người ta truyền miệng với nhau là nói nếu mà học bùa thì con cháu khổ. Khổ với nhiều khi hồi lúc còn nhỏ mình quá hứng lương tâm mình làm cái điều không quá đúng. Ông chuyện cho ai hết. Ông nói chính là ổng thôi. Chính là ổng thôi mà ổng còn phải dắt cháu vợ ổng ở. Ổng nói với cô hai luôn mà. Thằng ơi. Cho nên nó là ông Năm không làm ác nữa. Tao nói thiệt với mày, cái ngày mà ổng gần chết là ổng biết luôn. Ổng nói với tao vậy nè. Ổng nói Kim Hai ơi, ngày 16 là ông Năm chết. Ngày 16 tháng 3. Đây nè, thấy rồi nè. Ổng cúng ổng chỉ cúng cá lóc nướng thôi. Tổ thầy ổng chỉ cúng cá lóc nướng mà thôi. Không cúng gì hết, lắm nướng với sĩ dụ. Hay lắm, ổng hay lắm. Mày mà thương yêu biển nhau đó, mà mày không được mà nói ổng. Cho một lá phép hoặc là xong. Sao con thấy thầy bùa ngày trước nhiều vợ quá hả cô hai? Mình cũng nghe tại y là người ta có phép màu vậy đó. Nhưng mà ông trời ông cũng đâu có cho làm hoài. Đâu cho. Nói 10 giờ bà vợ, mười mấy bà vợ gì, mấy chục cho, luôn. Không cho đâu. Cũng như người ta lợi dụng cái phép đó để người ta đúng rồi, lợi dụng cái đó để sống cuộc đời của người ta sung sướng vậy thôi. Nhưng mà chẳng qua là cái khổ sai ấy, chứ sung sướng gì. Khổ sai đường đạo. Người ta đi sai hướng ha. Đúng rồi. Mà con thấy một số người đó không còn. Khi làm thầy bùa cũng rất là tinh tấn về cái chuyện. Con bây giờ con nhìn đó có ông nào còn làm bùa nữa. Yeah. Không có thằng thầy bùa. Như được thất truyền luôn hả cô hai? Không là vậy. Phật trời đã thu hết rồi. Thu phép là hết rồi. Nhưng nữa mà ai tu thành đạo thì cái mày Miên hoặc là Trung Quốc nó qua mình chỉ có một tương hộp là con búng là nó sẽ hơn nó rồi. Nó chết cả ngàn người. Việt Nam là đất Phật nè. Đất Phật. Con tụi con còn nhỏ làm những chuyện gì cũng như đúng lương tâm mình đã làm.
còn chuyện làm ác mình làm, đừng làm. Tại vì á, bà Út với cô Hai là phát tâm tu, nhưng mà tu chợ, người ta tu thánh tu thần, còn này để tu tiên. Mày tu mày cứu giúp cái loài người. Cô Hai không bao giờ mua con cá hay là con gì mà cô Hai mà đi phóng sanh, có không? Có không? Phóng sanh cần 200 ngàn đúng không? Bà kia mới đói không có cơm ăn nữa rồi. Mày cầm 200 ngàn mày cho bà. Loài người tu chính kiếp được làm người. Đó, chứ không phải mà con được làm người này là rất dễ vui. Hai đường vừa ý chọn, lành dễ giữ. Trong khi cái tòa thánh Thanh Ninh con có lên đó không? Chưa, con chưa đi. Trên tòa thánh Thanh Ninh tháng 8 cô Hai đi nè. Bên này là cái ông Dữ, bên này là ông Hiền. Cô Hai là ông Dữ đó, cô Hai nằm bên ông Dữ đó. Nhưng mà rảnh tu, ổng dẫn tu. Có gì là cái biểu tượng của cái hình cái tòa thánh đó là đúng rồi. Có hai giống hai ông. Giống cái kiểu lăng sư, ông sư ông lăng đó phải không con? À, nhưng mà hai cái đó là tượng chân ông đó đứng đàng hoàng. Ông cầm cái cục đá vậy nè, còn ông bên kia thì ông cầm cái gì của anh ta. À, tượng trưng cho hai vị hộ pháp đó ha. Ừ, tượng trưng đó. Nhà cô Hai ở dưới nhà con cô Hai là đứa nào cũng để đức hộ pháp để giữ cửa nhà. Đức hộ pháp để giữ cửa nhà. Đức hộ pháp quy thiên ở tại Nam Giang. Từ cái năm 1900 mấy đó, quên rồi, trong cái sổ của ai còn. Là mới lấy cốt, ông về tòa thánh An Ninh, bây giờ còn cái cốt đó, cái tháp của ông đức hộ pháp. Tại tòa thánh An Ninh ở trước cửa chùa đó. Để cái tới tháng 8 đi. 12 tháng 8 cô đi trên anh. Nếu tao có đi rảnh tao kêu tụi mày đi với tao. Đi lên chảnh cô Hai. Đi kia đi xây giường nằm mà. Cô Hai đi xây giường nằm, năm nào cũng kêu dân đây là tao đi xây giường nằm. Đi với tao. Cô Hai sẵn đây, cô Hai giới thiệu cái chỗ ngủ của cô Hai ở cái chợ nha. Cái pháp tu của cô Hai rất là lạ. Con sẵn con biết cái nơi cô Hai đã ở đây và đó chỗ cô Hai ngủ nè. Dạ. Đây là cô Hai bán cái quán ở đây đó ha. Này là của Diện Hai mày. Diện Hai hả? Ừ. Là mình bán nước á ha cô Hai? Ừ, cô Hai Diện Hai mày bán nước. Giờ tối là con Hai chỗ cô Hai ngủ. Hai ngủ ở đây. Đúng rồi. Thì cũng như là mình vẫn có nhà nhưng mà mình qua bên chợ, mình ở bên đây, mình ngủ bên đây đúng luôn hả con? Cô Hai ngủ bên đây. Tàn ơi, cô Hai không sợ ma hả cô Hai? Không à, cô Hai có giấy tờ. Và có giấy tờ đàng hoàng nha. Sợ ma mà giấy tờ gì cô Hai? Ủa, không có à? Giấy tờ người đời và người đạo. À. Ha. Đây. À, cái giấy đó còn quen không được đâu. Dạ. Bắt bo. Dạ. Ha, là người đời. Thì có bạn này cô Hai nuôi vậy? Ừ, nó không có gì đâu con. Hoàng, đừng. Ừ, dễ cưng quá. Ừ. Hello bạn. Đây là cái giấy của đạo. Dạ, dạ. Giấy này của đạo. Dạ. Cô Hai có đủ giấy. Dạ, cô Hai ngủ ở đây ha, rồi giờ vào những cái tháng mưa gió gì đó nó tạt dữ lắm không? Không tạt đâu. Giờ lạnh không? Không. Trời ơi, nực luôn. Vô mấy tháng ở Bắc là con thấy lạnh mà cô Hai? Không lạnh đâu. Không à. Lâu rồi. Là cô Hai ngủ ở đây được bao nhiêu năm vậy? Lâu à, hồi lúc ở chợ này mới mở. Mới mở. Chợ này mới mở, năm trước cái chợ này mà, cô Hai ở đây rồi. Là mấy năm rồi ta? Năm 2000, năm 1991 đó giờ. Thì 91 đã thành lập cái chợ này rồi hả? Đúng rồi, năm 1991. Nhưng mà lúc trước cô Hai chưa ngủ ở đây đâu hả? Hay là ngủ chứ, hồi lúc trước tôi chạy ngủ trước mà. À, không có vô chợ, có chợ này mới sướng rồi nè. Vậy hả, là cô Hai mới về, giờ vô đây để ở luôn hả? Ừ. Mà chợ này con thấy thì không có kiosk này kia, hay chỉ bán tạm vậy thôi? Chợ nó chưa có thành lập, chưa có được sung. Dạ. Nó chưa sung túc. Ừ, vậy là cô Hai ở đây thì cô Hai mua bán cà phê với bánh nước trái đọt. Hay cốc can rồi vậy đó. Không, nhưng mà lúc nào vậy hay muốn bán gì hay bán gì hay muốn đi chùa vậy hay đi chùa vậy. Vậy hay muốn làm từ thiện gì hay làm từ thiện. Tới cái lúc cô Hai muốn thích làm gì cô Hai làm thôi. Hai làm sẽ đi ha. Ừ, Dưỡng Hai mày cũng không nói được mà con cái gì cũng nói cô Hai được. Dạ. Ở đây con thấy là những cái dụng cụ gì đó nồi chết được cô Hai nấu ăn đây luôn hả? Đúng rồi. Đó, mình có nhà đó. Bên kia xong về bên kia nấu không cô Hai? À, nhà bên kia có đầy đủ hết trơn. Bữa nào mà rảnh thì tao dắt mày về nhà tao. Dạ, thì con thấy bên đây hình như cô Hai có thờ ông Địa, ông Thần Tài. Thần Tài bên đây luôn hả? À. Tàng ơi. Ông Địa, ông Thần Tài. Chờ ông ở trên á, không biết ông gì. À, là thờ đây. Kệ. Bị đòn. Nhưng mà cô Hai không có quên đem hai ông này theo à?
Không. Dạ cũng như là một cái sự may mắn vì chỗ mình mua bán phải không con? Thằng ta với em để là Ấn Độ mình ăn mua may mắn đắt. Dạ. Chứ không có gì. Đây đây là cái chỗ mua bán của cô Hai và cà phê. Và cô Hai ăn ngủ nấu ăn nướng ở đây luôn. Và đây là cái bếp chỗ cô nấu nữa ha. Đúng rồi, chỗ đó chỗ... là nấu cà phê. Chỗ làm nhưng mà mình tận dụng ở đây để mình ngủ ở đây luôn. Nhưng mà không có ngủ ở nhà. Không. Như cô Hai có cái sở thích ngủ về luôn ha cô Hai. Sở thích tại cô Hai muốn ở đây cũng như mình coi cái nào đúng sai, mình tu tu chợ mà. Cái đúng với cái sai, cái nào mình giúp đỡ người ta được. Nhưng mình đã có trời Phật che chở rồi. Mình không còn, cô Hai không còn lo những gì. Không còn lo những gì nữa. Tại vì cô Hai với dì Hai á, Dưỡng Hai mà với dì Hai á là cũng vẫn thuận hòa, có bà Út á, từ nghiệp Út. Dạ. Từ nghiệp Út, bà không có được thuận với ổng. Dạ. Từ nghiệp Út. Duyên nợ nữa hả mà ha cô Hai? Từ nghiệp Út bà. Dạ. Còn Dưỡng Hai với tao là không có gì hết á. Nói chung là cũng như là cô Hai nói gì là Dưỡng Hai mày nghe đó. Đó. Nói gì là ông nghe cái đó. Mà tại vì cái sở thích cô Hai ngủ bên nhà lòng chợ với nó quen, giống như người ta sở quen sở thích của mình hay sao quen. Cô Hai muốn ngủ nhà lòng chợ. Làm cô Hai nhìn nhìn coi cái trò đời nó là cỡ nào. Cái trò đời nó cỡ nào, cũng như là người gian, người tham, là người đúng, người sai, người nào tu hành. Người nào được hay người nào không. Là nói vậy. Nó thì khen bà Út bả đem cái bình, nguyên cái bình, mày hỏi bả đi. Sáng bà Út bả đem nguyên cái bình vô u của bả cũng đi bán. Bình vô u lại miếng cô Hai bữa nào mà tự động cô Hai mua à. Cô Hai mua 5 bịch hoặc 2 bịch là bà Út đi hết nguyên cái xô đó. Còn bữa nào cô Hai mua là bà Út ế. Vậy là cô Hai mở hàng đắt ha. Cái đó cũng phong thủy lắm hả cô Hai? Mua bán phải tin chuyện đó hả? Tin chắc. Hình như con thấy đa số là những cái cô chú anh chị, những cô bác mà mua bán thì rất là nghinh tin về cái chuyện đó nha. Tin chứ. Nhưng mà cái bóng đèn đó là hồi đó cô Hai bán vé xe Quỳ Nghĩa luôn. Ở đây bán vé xe Quỳ Nghĩa luôn. Nhưng mà tại vì cô Hai quá làm nhiều công chuyện. Mới kêu chị Nghĩa bả làm chạm đẳng, cô Hai mua cái nền đó cho bả mà. 800 triệu đó. Đặng cho mấy đứa học trò là nó đẳng làm. Cô Hai lớn, cô Hai không thể làm được nữa. Đó, ngay tụi nghiệp chỉ là đó, bỏ bóng đèn đó, khi nào mà có cần làm gì thì ghim bóng đèn vô. Cúng kiến gì đó. Dạ. Thì giờ này cũng rất là trễ rồi, con cũng cảm ơn cô Hai rất là nhiều nha, để chia sẻ cái câu chuyện rất là thú vị cho con. Con cũng chúc cô Hai và đình có nhiều sức khỏe, cô Hai càng ngày càng tinh tấn và có sức khỏe để làm nhiều công chuyện thiện nguyện hơn ha cô Hai. Cảm ơn con, hai con. Cô Hai rất là làm những gì có ích xã hội. Cô Hai không có làm cái điều gì ác hết em. Tại cô Hai có cái tâm đạo, cô Hai không có làm gì điều ác. Nhiều khi lắm lúc mà cô Hai mà ở đây đang là ta sẽ biết. Cái đêm đó là miên qua là ta biết. Ngủ đây nè, chứ công an còn chưa hay là bên kia mà miên nó bắn súng. Dạ.